Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Y tế tiếp nhận 13,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19 do chính phủ Australia viện trợ để triển khai tiêm từ đầu tháng 4 năm 2022, do Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế thúc đẩy phía Australia sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hồ sơ kỹ thuật để cấp phép sử dụng và sớm vận chuyển vaccine về nước để triển khai tiêm chủng. Bộ Y tế sẽ đề xuất số lượng vaccine cần mua thêm, nếu cần thiết để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sau khi rà soát, dự báo tình hình tiêm vaccine của trẻ em và số lượng vaccine dự kiến được viện trợ.